Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm .vn Đây là cái phần mềm e à, phần mềm phi lợi nhuận phần mềm này hỗ trợ ôn tập các bạn nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, ôn tập dự tuyển công chức viên chức, học các cái câu hỏi trắc nghiệm các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin học. Các bạn có nhu cầu kết nối Zalo hoặc gọi điện như thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình à 0912595654 hoặc 0943078123 à sẽ được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. À, các bạn sau khi kết nối Zalo, các bạn sẽ nhận được à, các video bài giảng, các bạn xem video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn. Hôm nay à, tôi minh họa à, cho các bạn cái 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 lựa chọn thứ hai nữa là lựa chọn học câu hỏi cho từng tài liệu môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch, dự thi tuyển công chức viên chức đặc biệt là tuyển công chức tổng cục thuế năm 2023 còn cái lựa chọn thứ nhất là thi thử môn kiến thức chung ôn tập tuyển công chức cụ thể là tổng cục thuế năm 2023 thì video trước tôi đã giới thiệu với các bạn rồi À, như vậy là trên phần mềm có hai lựa chọn để các bạn được lựa chọn à, một lựa chọn hoặc là hai cả hai lựa chọn à, tùy các bạn có nhu cầu hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm cho từng tài liệu trên phần mềm đó là phương pháp học câu hỏi à, cho quyết định một bảy à, 1766, à của bộ à, của tổng cục à, thuế ngày 1 tháng 11 năm 2012 về tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam à, thì cái phương pháp học câu hỏi cho cái quyết định 1766 của tổng cục thuế ngày 1 tháng 11 năm 2012 về tuyên ngôn ngành thuế thì sẽ học như thế nào thì các phần các tài liệu khác thì hoàn toàn tương tự à, thì hôm nay tôi minh họa cho các bạn cái cái lựa chọn thứ hai à, chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại thì các bạn vào google à, các bạn tải cái file à, quyết định 1766 này lưu về máy tính cho các bạn à, các bạn mở cái file này lên sau các bạn à, muốn thu nhỏ nó lại thì các bạn chỉ mũi tên chuột với dấu trừ ở góc trên cùng màn hình này nhấn nút trái à, đối với windows thì nó nằm bên góc tay phải đối với macbook nó nằm bên tay trái chỉ mũi tên chuột nhấn nút trái thì nó thu nhỏ các bạn lại chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ nhấn nó trái thì nó lại mở lên đó các bạn đó là cái thao tác à, sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại cơ sở dữ liệu nó nhiều thì tốt nhất các bạn làm trên máy tính à, chúng ta khởi động trình duyệt sau đó chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trách nghiệm chấm vn chú ý là đuôi vn thì à, ra cái giao diện như Đúng. À, Mục số 1 môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức này. Mục số 2 môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức này các bạn muốn thi thử môn kiến thức chung các bạn di con trỏ xuống dưới cùng này mục hai hai này thi thử môn kiến thức chung ôn tập dự thi tuyển công chức thì các bạn kéo con trỏ lên hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học cho từng tài liệu môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức và nâng ngạch công chức hoàn toàn tương tự chúng ta để mũi tên chuột tại mục số 1, nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần sau đó chúng ta nhập ký danh mật khẩu thì các bạn phải chú ý là phải bí mật cái mật khẩu của mình à, người khác biết được để đăng nhập phần mềm các bạn không đăng nhập được nữa vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình à, sau khi vào phần mềm thì các bạn tìm đến à, cái file tài liệu và nếu các bạn à, trên phần mềm có thì các bạn tải về mà chưa có thì các bạn lưu vào à, các bạn tải trên Google các bạn lưu vào máy tính đó ví dụ như cái file quyết định 1766 này À, là, là, là các bạn tải trên google các bạn lưu vào máy tính Thế sao, sao chỉ dấu trừ à, thu nhỏ đó sau đó các bạn à, di chuyển con trỏ xuống phía dưới ở đây à, hàng trăm danh mục rất là nhiều tài liệu nhưng các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần thôi thí dụ như là à, tôi đã trình bày với các bạn là tới 170 trăm bảy mươi đây này à, chứ không các bạn học được hết thì quá tuyệt vời các bạn chỉ cần những tài liệu các bạn cần thôi À, câu hỏi theo cái quyết định à, 1766 này tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam Đó, các bạn à, nhấn nút trái chuột di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn chỉ mũi tên chuột và cái thực đơn làm đề làm đề thi nhấn nút trái sau xuất hiện tiếng Anh thì bắt đầu các bạn nhấn vào start là bắt đầu Đó, thì học lần đầu các bạn phải nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn thì sau khi đua xong chúng ta mới tiến hành làm bài thì làm bài thì chúng ta tự chọn một trong bốn phương án phương án nào đúng hơn cả thì chọn thí dụ như a đúng b đúng b đúng hơn a thì các bạn chọn b à, b đúng hơn a thì phải chọn b a đúng b đúng nhưng mà b đúng hơn a thì chọn b có trường hợp như vậy đấy thế thì các bạn đúng sai là gì phải căn cứ vào câu hỏi nội dung câu hỏi căn cứ vào tài liệu à, ở trên màn hình à, đúng là nó đúng như nội dung trong tài liệu sai là nó có nội dung sai với tài liệu và nó không có nội dung đó trong tài liệu. À, các bạn muốn nộp bài sớm các bạn cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình này. Finish có nghĩa là hoàn thành. Học lần đầu tiên thì các bạn chọn ngay vào finish, chưa cần phải làm bài. Các bạn để mũi tên chuột vào finish, các bạn nhấn nó trái một lần. Các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Các bạn thấy cái chữ nộp bài và kết thúc, để chúng ta nhấn nó trái một lần. Sau đó chúng ta nhấn nó trái một lần nữa, nộp bài kết thúc chúng ta thi học trên phần mềm còn rèn luyện kỹ năng à, khi thi thực hành trên máy tính, khi kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta không bỡ ngỡ. À, như vậy là à, các bạn đã hiểu cái phương pháp rồi. Thế thì à, các bạn đọc à, câu hỏi và từng phương án, sau đó các bạn thấy à, có hướng dẫn trên nền vàng và đáp án đúng bao giờ cũng là G connect answer đó ở trên nền vàng đây. À, các bạn đọc câu hỏi này À, đây là giả thiết theo quyết định 1766 này à, tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam này đâu không phải là giá trị của ngành thuế Việt Nam à, thì đây là hỏi không phải thì các bạn phải thấy là phải tìm ra ba cái phương án phải là giá trị của ngành thuế Việt Nam à, dùng phương pháp loại trừ trừ ba cái phải ra thì còn một cái không phải đó thì ở đây hướng dẫn có hai cách làm à, cách thứ nhất bài bản nhất khoa học nhất À, chúng ta đang học mà thì, thì chúng ta phải tìm cho ba phương án là giá trị của ngành thuế Việt Nam à, dùng phương pháp loại trừ các bạn suy ra phương án còn lại không phải là giá trị của ngành thuế Việt Nam cách thứ hai sau khi các bạn học nhiều lần trên phần mềm rồi các bạn phản ứng nhanh các bạn dư vào dạng câu này các bạn tìm ngay hay ra một phương án không phải là giá trị của ngành thuế Việt Nam Đó, để sau khi thuần thục rồi mới làm cách hai được thì thì các bạn căn cứ vào à, cái tài liệu này thì các bạn kích chuột vào file các bạn mở tài liệu này lên thì đây là cái quyết định à, thì à, các bạn di chuyển con trỏ xuống thì à, các bạn thấy tuyên ngôn của ngành thuế việt nam thì đến đây các bạn đọc mà nạp dữ liệu vào bộ óc thì ngành thuế việt nam là đây là giải thích từ ngữ thì các bạn để ý là hệ thống à, cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương À, chú ý là chữ cơ quan hành chính này, nhà nước này và chú ý cái từ thống nhất à, thiếu các cái từ này đi thì nó sai nghĩa à, thực hiện quản lý thuế à, đối với các khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì các bạn để ý là quản lý thuế đó đây là các cái cụm từ mà cần phải à, thay nó đi thì nó không sang nghĩa khác hay là các khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì đó là cái thứ nhất cái thứ hai là đến sứ mệnh thì à, ngành thuế Việt Nam có ba cái sứ mệnh quản lý thuế hiệu quả hiệu lực và hiệu quả à, hỗ trợ mọi tổ chức cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế à, thứ ba là xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng à, liêm chính như vậy đây là có ba à, à, sứ mệnh à, tầm nhìn thì các bạn thấy cũng có 3 tầm nhìn ba à, à, tầm nhìn để trở thành cơ quan thuế hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hiệu lực, hiệu quả à, là đối tác tin cậy của mọi tổ chức cá nhân trong việc thực hiện pháp lệnh thuế. rồi à, tầm nhìn thứ ba là phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đứng hàng đầu xếp à, hạng thuận lợi về thuế tại khu vực Đông Nam Á. thì các bạn thấy thì cái tầm nhìn từ năm 2012 à, ngành thuế đã đưa ra ba cái tầm nhìn rất là xa như thế, các bạn thấy chưa? Rất tuyệt vời. Về mặt giá trị, thì các bạn để ý ở đây có bốn giá trị: giá trị minh bạch, giá trị chuyên nghiệp, giá trị liêm chính, giá trị đổi mới. À, như vậy, minh bạch là gì? À, minh bạch tức là thực hiện quản lý thuế rõ ràng, công khai, đảm bảo quyền quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức và cá nhân. À, chúng ta để ý là cái mọi vân à, vân. Thế thì À, giá trị chuyên nghiệp là gì cũng được giải thích ở đây à, có đầy đủ năng lực kiến thức chuyên môn và kỹ năng thành thạo luôn à, tận tâm trong công việc và thân thiện với người nộp thuế liêm chính là gì liêm chính tức là tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp một cách trung thực đáng tin cậy đổi mới là gì thì luôn à, đổi mới tư duy à, hành động để làm quản lý thuế hiệu quả và mang lại à, giá trị tốt nhất cho mọi tổ chức cá nhân. Đó, các bạn để ý cái như vậy có bốn giá trị này à, cam kết và mọi và mong đợi của cơ quan thuế à, chúng tôi cam kết nỗ lực đổi mới tận tâm với sự nghiệp thuế và mong đợi của các tổ chức cá nhân thực hiện đúng quy định à, thực hiện đúng pháp luật thuế à, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh để các bạn để ý là cái cam kết như vậy như vậy là các bạn nạp dữ liệu lần đầu vào bó các bạn à, như vậy là nó ở đây nó nó ngắn gọn rất đầy đủ và xúc tích à, rất hoành tráng đấy các bạn thấy là cái cam cái, cái cái tuyên ngôn à, như vậy này rất à, sau đó các bạn chỉ dấu trừ như vậy ở đây các bạn để ý ở đây thì căn cứ vào tình huống đặt ra của câu hỏi này để giải quyết loại câu hỏi này thì cách thứ nhất các bạn tìm ra bước ba phương án là giá trị à, của ngành thuế à, cách thứ nhất là minh bạch là là đúng rồi này liêm chính này chuyên nghiệp này đó các bạn nạp vào báo các bạn là à, có bốn à, giá trị về à, ngành thuế à, đó thì đó là minh bạch là một chuyên nghiệp là hai liêm chính là ba đổi mới là bốn thì có bốn giá trị này thì các bạn duyệt vào phương án này thì các bạn thấy minh bạch là một liêm chính là hai chuyên nghiệp là 3 đã thể hiện được ba phương án đây rồi để loại trừ ba cái phương án là giá trị của ngành thuế Việt Nam suy ra phương án còn lại là sáng tạo thì đây không phải là cái giá trị của ngành thuế Việt Nam thể hiện trong quyết định 1766 này chính là phương án trả lời cho câu hỏi này đấy các bạn chú ý thế nếu thay cái giá trị sáng tạo bằng một giá trị khác chúng ta có một câu mà không phải là giá trị ngành thuế, à, chúng ta có một câu hỏi khác, à, như vậy đây là một loạt, một loạt các câu hỏi mà cứ giữ nguyên ba phương án là giá trị của ngành thuế, à, thì chúng ta thay một cái giá trị của một phương án không phải, chúng ta có một loạt câu hỏi như vậy. đó các bạn học theo phương pháp tư duy, chúng ta hiểu được nội dung và sau đó chúng ta tư duy một loại câu hỏi này, thì à, chúng ta học như vậy để có kiến thức, chúng ta vượt qua kỳ thi chúng ta có kiến thức khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn chúng ta hiểu đúng nội dung à, tài liệu à, thì khi chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ làm việc đúng à, các bạn hiểu à, như vậy này nếu chúng ta lại thay các giá trị à, của các phương án là giá trị của ngành thuế Việt Nam à, và thay à, cái giá trị không phải thì chúng ta có một loạt câu hỏi nữa đấy qua câu hỏi này Minh Minh họa cho các bạn chúng ta không chạy show đi tìm câu hỏi trách nhiệm để học được À, mà chúng ta phải học có nội dung và có phương pháp làm bài chúng ta làm được hàng loạt câu hỏi luôn đó kỳ thi chính thức diễn ra ra à, đề câu gì thắng làm được à, đó là học à, hiểu nội dung và phương pháp tư duy à, xin cung cấp thêm thông tin với các bạn như vậy sau khi các bạn làm thành thạo rồi à, học trên trọng điểm các bạn hiểu rồi thì cái cách làm thứ hai các bạn tìm ra ngay một phương án không phải là giá trị của ngành thuế Việt Nam Để các bạn phản ứng ngay thì các bạn tìm được ngay đó, thì xin giới thiệu với các bạn cái phương pháp là như vậy à, thí dụ như câu tiếp theo là đâu là giá trị của ngành thuế Việt Nam thì đây là hỏi về cái giá trị thì à, phương án A là trí công phương án B là liên chính phương án C là cần kiệm phương án D là vô tư thì các bạn để ý thì ta làm cách sau khi các bạn có dữ liệu vào bỏ óc rồi thì có bốn giá trị thì các bạn tư duy ngay thì ra chúng ta làm cách 2, chúng ta tìm ra được ngay cái giá trị liêm chính chính là giá trị của ngành thuế Việt Nam à, vì sao à, các giá trị trí công giá trị cần kiệm giá trị vô tư thì nó không phải là giá trị của ngành thuế Việt Nam thì các bạn làm theo cái cách thứ nhất này vì sao là vì nó không đúng như trong tài liệu đó các bạn để ý thế thế thôi nội dung nó không đúng như trong tài liệu À, một loạt các câu hỏi như vậy là các bạn sẽ làm theo phương pháp à, Tôi vừa trình bày với các bạn à, đó Ví dụ như sang cái loại câu dài hơn Ví dụ như là hỏi này đâu là sức mạnh của ngành thuế Thì các phương án này đều có nội dung rất dài Thì cái loại câu hỏi này các bạn phải à, học lần đầu tiên à, Các bạn đọc sức mạnh của ngành thuế Rồi các bạn tìm ra cái cụm từ đặc trưng à, Để các bạn nhận diện ra à, phương án nào Ừ, nó chính là à, đặc trưng à, của sứ mệnh của ngành thuế. thì phần mềm hướng dẫn các bạn tìm ra cụm từ đặc trưng trong câu hỏi, cái cụm từ đặc trưng ở đây là sứ mệnh trong câu hỏi này và phương án để nhận ra trả lời à, sứ mệnh là bạn phải ấy, phải làm. thí dụ như bạn đọc thấy là hỗ trợ này thì mọi tổ chức cá nhân à, thực hiện tốt pháp luật thuế này thì các bạn liếc trong một trong ba bốn phương án vì trách nhiệm nó phơi bày hết lên nội dung rồi các bạn không cần học thuộc, các bạn chỉ cần tìm ra cái cụm từ đặc trưng cho sứ mệnh của ngành thuế là phải làm cái gì. Thì đây thì các bạn đọc các bạn thấy hỗ trợ mọi tổ chức cá nhân thực hiện là tốt pháp lệnh thuế thì đây chính là sứ mệnh của ngành thuế rồi. Thế còn các với các cái phương án khác thì các bạn đọc các bạn thấy không có cái cụm từ nào mà nó liên quan đến sứ mệnh cả. Đấy thì nó là không không phải sứ mệnh. Đó, cái phương pháp loại câu dài như thế này thì trắc nghiệm là nội dung nó phơi bày lên câu hỏi nội dung phơi bày lên phương án các bạn phải tìm những cái cụm từ đặc trưng để học lần đầu đến lần thứ hai là các bạn có thể phát hiện ra được phương án trả lời ngay cho các loại câu hỏi mà nội dung các phương án rất dài Đó, cái phương pháp là như vậy này à, các bạn chú ý để chúng ta tích lũy kinh nghiệm tích lũy kiến thức để chúng ta suy luận trong quá trình làm thí dụ như là cái loại câu là thí dụ phương án nào sau đây là giá trị của ngành thuế Việt Nam phương án A minh bạch chuyên nghiệp đổi mới sáng tạo như vậy chúng ta để ý đây có bốn giá trị rồi thì phần mềm hướng dẫn các bạn phương án đúng là có tất cả các giá trị đều đúng phương án sai là phương án có ít nhất một giá trị sai thì các bạn đã đã đọc nào phòng bộ nhớ rồi thì các bạn duyệt thôi nó có bốn giá trị là minh bạch chuyên nghiệp liên chính đổi mới thì phương án nào mà đúng cả bốn giá trị thì nó chính là phương án nói về giá trị của ngành thuế Việt Nam trong cái tuyên ngôn À, ngành thuế Việt Nam. Phương án A minh bạch, chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Thì các bạn để ý có chữ sáng tạo nó không có trong à, tài liệu. Cho nên phương án A có một giá trị sai, bị loại trừ. Phương án B minh bạch thì có, chuyên nghiệp thì có, liêm chính thì có, đổi mới thì có. Như vậy phương án B, cả bốn giá trị đều đúng như ở trong tài liệu. Cho nên nó là phương án trả lời câu hỏi này. Phương án C cần kiệm, nó không có trong tài liệu chuyên nghiệp có, liêm chính có, trí công không có. như vậy phương án C có hai giá trị sai bị loại trừ. phương án D minh bạch, công khai, liêm chính, à, đổi mới thì có giá trị công khai nó không có trong tài liệu. minh bạch thì có này, công khai thì không có này, liêm chính có này, đổi mới có này. như vậy phương án D có một giá trị sai đó là giá trị công khai cho nên chúng ta bị loại trừ. Đó, phương pháp học cái loại câu này là có nhiều giá trị trong một phương án thì các bạn để ý như vậy chúng ta đã nạp dữ liệu của bộ óc bốn giá trị của ngành thuế Việt Nam. À khi đó là bộ óc tư duy sẽ ra duyệt từng phương án. Khi đang học này còn kỳ thi chính thức diễn ra, các bạn đã luyện rồi thì các bạn duyệt được rất nhanh. Thì liếc thấy phương án có bốn giá trị đúng như trong tài liệu thì các bạn chọn luôn. Đó, xin giới thiệu với các bạn như vậy. Các bạn muốn học lại cái mục này hoặc học tiếp các mục sau thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào số 1 này này. Câu hỏi trắc nghiệm này, các bạn nhấn nút trái thì nó lại quay lại cái màn hình cũ cho các bạn bây giờ để bảo mật cái mật khẩu của mình thì làm thế nào các bạn chỉ mũi tên chuột vào cái dấu à, cái hình người này các bạn nhấn nút trái chuột để xuất hiện cái chữ thoát thì các bạn nhấn nút trái để thoát ra khỏi phần mềm các bạn chỉ vào dấu chéo à, cửa sổ để tắt cửa sổ đi đó như vậy tôi đã trình bày với các bạn xong cái phương pháp à, học câu hỏi trắc nghiệm cho từng tài liệu môn kiến thức chung À, trên phần mềm đặc biệt là cái tài liệu à, à, quyết định 1766 này à, đối với các bạn là dự tuyển công chức của tổng cục thuế năm 2023 có yêu cầu học cái tài liệu này thì các bạn học như tôi vừa trình bày ở trên các bạn xem video của thầy hay và bổ ích Nếu chưa chọn nút đăng ký à, trên YouTube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để các bạn à, chuyển thành cái chữ đã đăng ký thì các bạn sẽ được hai cái tiện ích tiện ích thứ nhất là các bạn xem video bài giảng theo từng mục à, tiện ích thứ hai có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất à, một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn